Chào mọi người, hôm nay mình sẽ đi quay những con đi làm nhé. Sẵn quay những con đường tuyết trắng ở Hà Lan ha. Hiện tại giờ đang trừ 3 độ, từ nó giảm lần. Mấy con đường ở trong đây á, nhà ta ở ít, xe nó không vô cào, mà con đường chính thì họ cào. Đây trơn giờ đông đá rồi. Mấy người đi xe đạp á, phải dắt cái đạp không được. Em mấy con đường này đạp mà té à. Ra mấy chỗ này thì họ cào tiếp. Năm nay ở Hà Lan tiết hơi bị lâu, nguyên cả tuần luôn. Thứ bảy tuần vừa rồi tiết rơi tối đó, mà đến thứ bảy chủ nhật tiết mới bây giờ mới tan, bây giờ từ từ nó giảm độ lần. Sang ngày thứ hai là còn 5-6 độ là hết tiết luôn. Cánh đồng tuyết sao con đường nhựa thường thường màu đen quá, mọi người thấy màu trắng không? Lý do người ta rải muối á, bây giờ nó khô cái nó, muối nó đóng trắng lại, ít bữa nữa mưa cái nó cũng tan hết.
đó là thuốc muối đó. Xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn mọi người đã xem video Cuộc Sống Hà Lan và những cung đường của đất